Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Tiền Nóng TV. Đúng như thời gian trong giấy mời của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã gửi tới các cơ quan ban ngành để mời về làm việc thống nhất giải quyết các nội dung phản ánh của các cá nhân tổ chức có liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Sẽ giải quyết dứt điểm các vi phạm tại Thiền Am bên bờ vũ trụ trong tháng 3. Đó là kết luận sau cuộc họp của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa ngày 28 tháng 2 vừa qua. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc họp trong phiên họp thảo luận kế hoạch giải quyết các nội dung phản ánh của các tổ chức cá nhân có liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc. Theo đó thì hộ gia đình bà Cao Thị Cúc được cộng đồng mạng và truyền thông đăng tải gây xôn xao dư luận đã tự xưng với danh nghĩa là chùa Tịnh Thất Bồng Lai và thời gian gần đây đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông Trần Văn Lành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã chủ trì phiên họp với sự tham gia của lãnh đạo Công an, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An. Với tất cả các ban ngành của huyện Đức Hòa và xã Hòa Khánh Tây, kết quả của cuộc họp này được phản ánh tại bài báo trên tờ báo Giác Ngộ. Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cùng Chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ cũng tham dự phiên họp. Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Quảng Tâm đã khẳng định dù không phải là cơ sở thờ tự Phật giáo, không nằm trong danh bạ tự viện do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý, nhưng nhóm người đang cư trú tại hộ gia đình nhà bà Cao Thị Cúc trong suốt thời gian vừa qua đã có nhiều hoạt động lạm dụng tôn giáo, mà cụ thể Phật giáo để trục lợi. Họ đã lập cơ sở tự xưng với các tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ, giả danh việc nuôi dạy trẻ mồ côi, sử dụng pháp phục, tu sĩ, tham gia các hoạt động giải trí trên truyền hình, tạo nên những sự ngộ nhận về sinh hoạt Phật giáo và bất ổn đối với tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp các nội dung liên quan từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân huyện, phát biểu của ngành Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin Truyền thông cùng chỉ đạo của lãnh đạo huyện ủy, ông Trần Văn Lành đã đúc kết khẳng định chính quyền huyện Đức Hòa sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này trong tháng 3 nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Vị đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa cũng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc như Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Tôn giáo, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Công an theo nhiệm vụ được giao lên kế hoạch thật chi tiết, giúp cho đoàn công tác liên ngành của huyện thực hiện việc kiểm tra và xử lý rốt ráo các sai phạm tại hộ gia đình nhà bà Cao Thị Cúc. Như vậy, sau cuộc họp ngày 28 tháng 2 vừa qua thì Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã có kết luận chính thức là sẽ giải quyết dứt điểm các vi phạm tại Thiền Am bên bờ vũ trụ trong tháng 3. Cũng trong ngày 28 tháng 2 thì trên trang báo điện tử Vietnamnet, trang báo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có một bài báo, đó là hé lộ sự thật Tịnh Thất Bồng Lai, nơi ở năm chú tiểu thi thách thức danh hài. Bài báo này cũng đã chia sẻ đến độc giả những vấn đề liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai như lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo hay công kích Phật giáo và có dấu hiệu trục lợi. Quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm những vấn đề mà bài báo này chia sẻ như thế nào thì mình sẽ để cái đường link của bài báo trong phần mô tả của video này. Các bạn có thể nhấp vào và truy cập tìm hiểu. Như vậy, trong tháng 3, không chỉ tôi mà còn rất nhiều người sẽ chờ đợi các cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ giải quyết dứt điểm các vấn đề tại Tịnh Thất Bồng Lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.